Rồi, hello anh em nhá. Chào mừng anh em trở lại kênh của mình Phụ Tùng Nhật Đức. Hôm nay lại lên cho anh em 6 anh em quả đấm số đẹp luôn. Con này là đấm số của xe khách anh em nhá, lắp cho toàn bộ dòng xe Hyundai HD. Đấy các bạn ạ, toàn bộ dòng xe Hyundai HD của thị trường Việt Nam từ 110SL, XL rồi thậm chí là Hyundai HD. Đấy các bạn ạ, số thì dùng trùng số luôn anh em nhá. Lùi trên 24135. Đấy các bạn ạ, quả đấm số này. Hàng mua vít xịn 100% anh em nhá. Đấy, con này thì nó là chân ren nhựa bên trong, thì khi các bạn lắp thì các bạn sẽ phải có một chút gọi là chế cháo một chút, nhưng mà nó không ảnh hưởng gì cả, lắp rất là đơn giản. Mình đã có 2-3 cái video chia sẻ lắp một quả đấm số đây rồi, anh em có thể vào lại kênh của mình YouTube, các bạn YouTube, Zalo, TikTok, Facebook, Instagram, Youtube, tất cả Zalo đều là sẽ có những cái video mình đăng lên để hướng dẫn quả lắp quả đấm số này rất là đơn giản. Hàng xịn sò cầm rất là đầm anh em nhé, cầm nó to đầm tay này các bạn này, cầm rất là đầm tay và chắc chắn, nó không hề lỏng lẻo như em nhớ ông của mình nhá. Các bạn vào đúng một đường dẫn chúng mình nhá, cầm rất là đầm tay và sướng luôn, cầm đầm tay các bạn nhá. Đấy, hàng xịn 100% chính hãng luôn, bán sai đến xa bán sai nhá, nói sai đến 1/10. Lắp thì rất là đơn giản, anh em có thể kết nối và còn vào lại với kênh của mình để xem cái video dẫn lắp. Đấy, cảm ơn anh em rất là nhiều luôn, anh em nhớ vào Phụ Tùng Nhật Đức nhá, số nhà 110 đường Đỗ Mười, phường Lê Sở, quận Hoàng Mai luôn. Cảm ơn anh em rất là nhiều luôn.